Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải Minh. Và ngày hôm nay thì ngày kết thúc đua top bắt đầu tháng 2, kết thúc đua top tháng 2. Và hiện tại bây giờ thì khoảng tầm 10 phút nữa thôi anh em ơi, 10 phút là sẽ kết thúc. Và ngày hôm nay thì Khải sẽ soi cho anh em xem. Đó là trên bảng cá nhân anh em ơi. Cá nhân là anh Tùng băng mình đang với giá là 300k. Top 2 là 203, top 4 là top 3 là 203 và top 4 là 201. Và top 5, 6, 7 là mình là đó là trên 110k anh em. Đó, 89 thì dư rồi, không làm được gì rồi. Rồi. Bây giờ thì cho anh em xem qua sơ qua top băng hội. Top băng hội thì băng ngáo mình vào top 7 anh em ơi. Thật sự là trên cái cố gắng tinh thần động viên anh em hoạt động thật sự quá kinh anh em ơi. Những băng mình này họ hoạt động quá kinh. 150 mấy k cái thiệp hoạt động anh em ơi. Đó. Ba miền top 1, ACE top 2, Thiên Đấu top 3, Tiêu Dao top 4 và Đại top 5 và Cúp top 6 và Ngáo Khải top 7 thôi. Đó. Bây giờ thì chúng ta cùng chờ đợi còn vài phút ít ỏi nữa, Khải cho anh em xem thử cái top nó có món đồ gì vậy nè. Ok anh em ơi, bây giờ thì chúng ta sẽ trở về với tiếp tục với một cái phần thưởng đua top khảo nghiệm bản hội tháng 2. Anh em xem sơ qua, đây sẽ là cho anh em xem sơ qua nha. Đây nè. Đây. Sơ qua cái mần phần thưởng, đây nè. Nhiều anh em có hỏi thì cái mùa đua top của nó sẽ kết thúc vào tối ngày hôm nay vào lúc 23:59 ngày 16 tháng 2. Đó. Đây nè, còn mấy chủ Phật Sơn Ký Sử. Đây. Thì đây Phật Sơn Ký Sử đây, top 1 sẽ là chọn nó là sẽ được 50 lệnh bài bố xanh kèm với một trong hai món sau đây, đó là một bao tay kim quang, hạn sử dụng 5 tháng, hoặc là nón kim quang, chọn một trong hai anh em. Đó, đây là phần thưởng chọn một trong hai. Rồi cái thứ hai đó là một ấn thạch, thuộc tính mắt ọp. Rồi cái top 3 đó là một bộ trang bị định quốc. Đó, một bộ trang bị định quốc anh em, người top 3 mà với hơn 200 mấy chục vật phẩm thì nó nằm giá phần 20 mấy triệu một set này, nằm gần 30 triệu lận năm. Đó, nhiều anh em cứ bảo tại sao server này đồ mắc. Thiệt sự là người ta bỏ tiền ra đua top, nó mắc là mắc chỗ này anh em. Hiện tại server chỉ có đúng một set một khả năng mang thôi anh em. Và một set ở mùa vừa rồi cũng là bên băng hội thì có đúng hai set định quốc. Rồi tiếp tục mùa này sẽ ra thêm hai set nữa nha anh em. Đó. Đây là một set này. Rồi bên băng hội sẽ là một set nữa. Cái này cá nhân băng hội nó cũng tương đối giống nhau. Và top 4 nó là một trang bị động sát cực phẩm mắt ọt. Top 5 nó là một cái món định quốc mắt ọt top 5 nha anh em. Rồi top 6 là một chiến mã bông tiêu. Đó, một top 7 là một chiến mã phi dân. Đó, nếu như anh em nào được top 1 muốn chọn con bông tiêu vẫn được nha anh em. Và ví dụ như bông tiêu này chưa ai chọn thì top 2 cũng có thể chọn bông tiêu này. Đó nha anh em. Đó, bông tiêu này hiện tại khả nghi cái bông tiêu này nó cũng khá là quan trọng ở cái mùa này. Đó. Bông tiêu là có thể là top 1 hoặc là bao tay kim quang cũng có thể là top 1 nha anh em. Đó, hai món này đang cạnh tranh tương đối gần nhau đó. Rồi, ok, bây giờ chúng ta cùng trở lại anh em ơi. Anh em đang xem đừng quên đỡ lại cho một like, chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Rồi, bây giờ trong thời gian này thì Khải giao dịch với máy này ngay bị nộp rồi anh em ơi. Tranh thủ nộp đó giờ. Rồi, Khải nộp ngay, nộp cá nhân. Rồi. Nộp cá nhân. Nộp cá nhân tiếp theo. Còn vài phút cuối nữa mày. Lên đó là đóng điểm. Đầu tiên nhìn nó không đu hay sao, chẳng thấy ai nạp luôn. Chưa. Còn mấy phút rồi. 57 rồi. Đâu mà đu. Nạp thì nó nạp nãy giờ rồi còn mấy phút nạp sao kịp. Ừ. Chẳng thấy ai nạp luôn, nhảy thành khác luôn. Không ai nạp hết á.
còn có mấy cái nào ngoài đây nó dư 30-40k, coi mấy cái hàng hàng tám. Lầu Thiên này nó tưởng nó long đẹp trai hay sao á, nó dám quýnh nhau ở đây bị ghê. Đó là mấy thằng Leo. Không ai nộp luôn. Bây giờ có cho nó có thiệp nó không nộp. Không nộp kịp. Ừ, nó còn nạp, nạp có thiệp hơn. Từ khoảng không? 15 đến 20 phút. Chụp hàng không? 20 phút sau nào. Ê, con Thiên chỉ nó. Nghe chưa? Đâu có ai nạp đâu. À, đứng lại. Trời ơi, mày đủ điểm rồi còn về thằng quái nữa tao nó cương. Quái trưởng đi vừa. Có ai đi vừa ái không? Đi vừa ái đi. Hết hàng luôn rồi. Không ai nộp, nộp cũng kịp luôn rồi nè. Rồi. Không ai nộp nha, để cho anh xem. Hiện tại bây giờ thì bên đợt này cũng dư được mấy chục k nữa. Hiện tại mình nộp vẫn không kịp nè. 30k. Rồi, ok anh em, cho anh em xem top sơ qua nha anh em ơi. Một số cái nữa cho nộp kịp mình nè. Đó. Tao giờ còn dư bên này vậy. Đó anh em cùng nhìn sơ qua anh em ơi. Như có, nếu có biến á, thì mình với anh Tùng sẽ chia sẻ nhau, không có biến nữa mà. Đến hôm nay khả đỡ của bên kia không có biến gì hết. Nên là vẫn lại bình thường, không có gì nha anh em ơi. Đó, top 1 anh Tùng 300k. Rồi. Top 2 238, top 3 238, top 4 203. Lô. Rồi, ok anh em đó. Hiện tại Khải vẫn vào 3 con top cuối anh em ơi. Bông tiêu à? Không biết là bông tiêu anh Tùng có lấy hay không đó, đừng coi thử anh Tùng lấy cái gì nha anh em. Này mình chưa biết được. Anh Tùng anh lấy cái nào mình cũng dư ra cái đó là của mình thôi anh em. 3 top anh em ơi, anh Tùng 4 top, Khải 3 top. Đó. Đó. Rồi ok cho anh em ơi. Rồi hiện tại cái top 3 này nè. Top 3. Top 3 là như này Khải nói là Khải là ngáo top 7. Đó, Khải ngáo top 7. Đó nè. Đó, hiện tại bây giờ là 3 miền top 1, ACE top 2, Thiên Đấu top 3, Tiêu Dao top 4 và Đại top 5 và cướp top 6 và ngáo top 7 nè. Hiện tại bên băng mình thì hoạt động thì vẫn hoạt động, mà đỡ những cái hoạt động mà đi tìm cái thiệp này nọ, băng mình hoạt động khá là kém luôn nè. Thiệt sự là quá là kém, nó không nói nhanh, thiệt sự là băng mình hoạt động quá là kém nên là cũng không ăn thua đó. Đó, ok cho anh em ơi. Đó. Chờ vấn đề là khúc cuối này thì cũng nạp hết rồi, vấn đề còn giữ lại một ít nữa, cái gì có biến mình tính sâu nè. Nhưng mà vẫn không có biến đổi gì nha Nam, vẫn không biến đổi gì. Nên là anh Tùng vẫn top 1 đó. Ok chưa Nam? Nhận liền luôn à? Không được em ơi, phải vài hôm sau em ơi, phải vài hôm sau mới nhận được nha. Vài hôm sau nha Nam. Vài hôm sau mới nhận được. Rồi anh em xem video đừng quên đỡ lại cho video này một like cho sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Và mùa này tiếp tục anh Tùng vẫn là 4 top và Khải 3 top dưới nha anh em. Đó bây giờ thì anh em anh chia sẻ nhau thôi. Đó. Mùa này mà có thêm một món động sắc nữa đẹp nè. Món động sắc nữa đẹp. Ừ. Tính ra là gần 1 triệu mấy thiệp đó anh em. Rồi Khải tính cho anh em xem. 305 nè. 305k nè. Cộng với 239 cộng với 239 cộng với 231, cái này 231 cộng với 174 cộng với 142 cộng với 142 hết 1.467k. À, hết 1.467k. À, bên trong này Khải còn dư vài chục ca nữa nè.
nên xem. Tính ra là 1,5 triệu nè, mùa này 1,5 triệu á. 1,5 triệu vật phẩm nè. Hiện tại đỡ 1,5 triệu vật phẩm mà nhân với giá khoảng 1,7 ở đầu server thu 1,7. Giờ sau này khoảng 2-3 ngày sau thì giảm không nói. Là 1,5 triệu đi, cho 1,5 triệu đi. 1,5 triệu vật phẩm nhân cho 1,7 thì sẽ hết là 2,550 kim anh em. 2,550 kim tổng thợ ở mùa này thì cả hai người tốn hết gần tương đối 2,550 kim nhân cho giá đơ là 67,000 thì sẽ tốn 170 triệu nha anh em, 170,850 triệu đồng đó. Ở cái mùa này hết 170 triệu đồng hơn nè đó. Nên tại sao anh em cứ nghĩ đó là một những cái món trang sức cực phẩm này nọ, anh em bãi sao giá cao này nọ, thì thực sự là cũng vì cái tiền đua top nó ra giá thôi nè, chứ không ai ra giá cả, không ai ra giá cả nè. Đó, cho anh em xem, không ai ra giá cả. Rồi rồi rồi, chúc mừng anh Tùng, chúc mừng anh Tùng nha anh Tùng ơi, nãy giờ đang giao lưu cho anh em YouTube. Có hình trong tâm á. Anh Tùng ơi, lâu lâu. Rồi anh nhấn Zalo, nhấn Zalo cho em á.